chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, gặp thời đổi vận, tiền vàng ùn ùn kéo về, giàu nhanh chóng mặt, đúng trong tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024. Xin chào quý vị khán giả thân mến, rất vui khi được gặp lại quý vị trong video tử vi 4 tháng cuối năm 2024 dành riêng cho những người sinh năm 1969. Tuổi Kỷ Dậu, thời gian trôi nhanh, chúng ta đang tiến gần tới những tháng cuối cùng của năm 2024. Và đây là thời điểm vô cùng quan trọng để chúng ta đánh giá lại chặng đường đã qua và chuẩn bị cho những thử thách cũng như cơ hội phía trước. Quý vị biết không, trong cuộc đời mỗi con người, bất kể giàu nghèo hay thành bại, ai cũng phải đối mặt với những chu kỳ thăng trầm của số mệnh. Thời gian thì không bao giờ dừng lại và cuộc đời cũng như một dòng sông luôn chảy, đôi khi êm ả, đôi khi lại dữ dội. Nhưng dù thế nào, dòng sông vẫn luôn hướng về phía trước. Và chính chúng ta, những người đang chèo lái con thuyền cuộc đời, phải biết cách ứng xử sao cho hài hòa giữa dòng nước. Vận mệnh của tuổi Kỷ Dậu trong 4 tháng cuối năm 2024 chính là một chặng đường như vậy. Nó không chỉ mang đến những cơ hội phát triển mạnh mẽ về tài lộc, sự nghiệp, mà còn tiềm ẩn những thử thách mà nếu không cẩn trọng, bản mệnh rất dễ rơi vào khó khăn không mong muốn. Ở độ tuổi của những người sinh năm 1969, chúng ta đã trải qua nhiều giai đoạn của cuộc đời, có lúc vinh quang, có lúc thăng trầm. Nhưng qua mỗi thử thách, con giáp Kỷ Dậu ngày càng mạnh mẽ và trưởng thành hơn. 4 tháng cuối năm này cũng là cơ hội để bản mệnh tiếp tục khẳng định vị trí của mình trong công việc, cũng như xây dựng cuộc sống gia đình ổn định hạnh phúc. Đây chính là thời điểm để chúng ta cùng nhìn lại những giá trị thực sự của cuộc sống, không chỉ là những thành tựu về vật chất, mà còn là sự bình yên, hạnh phúc trong gia đạo và sức khỏe. Chúng ta thường nói rằng, giàu có không chỉ là có nhiều tiền, mà là biết cách giữ cho tâm hồn và sức khỏe luôn sung túc. 4 tháng cuối năm 2024 là giai đoạn mà vận may tài chính đang đến với tuổi Kỷ Dậu. Nhưng điều quan trọng là phải biết cách nắm bắt và tận dụng một cách khéo léo. Đặc biệt, trong tử vi hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu làm sao để hóa giải những vận hạn có thể gặp phải, từ đó biến thử thách thành cơ hội, chuyển vận rủi thành may mắn. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những cách, bởi vì suy cho cùng, tiền bạc có thể mang lại sự sung túc, nhưng sự bình yên và hạnh phúc từ gia đình mới là giá trị lâu dài. Khi biết cách giữ cho mình một cuộc sống cân bằng, bạn sẽ cảm nhận được niềm vui thực sự từ những điều đơn giản nhất. Vậy trong những tháng cuối năm này, làm thế nào để tuổi Kỷ Dậu có thể đón nhận tài lộc, hóa giải khó khăn và xây dựng nền tảng bền vững cho tương lai? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi theo dõi video để tìm hiểu chi tiết về vận mệnh của bản mệnh trong thời gian sắp tới nhé. Hé lộ chấn động, tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 gặp thời đổi vận, tiền vàng ùn ùn kéo về, giàu nhanh chóng mặt, 4 tháng cuối năm đổi đời, tiền tiêu ba đời không hết. Tổng quan về vận mệnh 4 tháng cuối năm. Bước vào 4 tháng cuối năm 2024, vận trình của người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 có nhiều điểm sáng, đặc biệt là trong sự nghiệp và tài lộc. Tuy nhiên, mỗi tháng lại mang đến những cơ hội và thách thức riêng mà bản mệnh cần biết để tận dụng và vượt qua. Từ tháng 9 đến tháng 12 âm lịch, người tuổi Kỷ Dậu sẽ cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong các khía cạnh công việc, tài chính, gia đạo và sức khỏe. Đây là thời điểm mà người tuổi Kỷ Dậu cần tỉnh táo, nhạy bén và quyết đoán, nhưng không quên chăm sóc bản thân và gia đình. Tháng 9 âm lịch. Tháng 9 là khởi đầu cho chuỗi vận động tích cực trong năm. Đây là thời điểm mà cơ hội trong sự nghiệp bắt đầu xuất hiện, đặc biệt là những người đang làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, tài chính hoặc quản lý. Bản mệnh sẽ nhận thấy có những thay đổi trong công việc, có thể là đề xuất thăng tiến hoặc dự án mới mang lại cơ hội lớn về tài chính. Tuy nhiên, tháng này cũng yêu cầu sự cẩn trọng trong việc quản lý chi tiêu, mặc dù có thu nhập tốt từ các nguồn khác nhau. Người tuổi Kỷ Dậu cần duy trì sự khôn ngoan trong việc đầu tư và không vội vàng đưa ra quyết định lớn. Trong thời gian này, khả năng quản lý tài chính và đưa ra những lựa chọn thông minh sẽ quyết định sự thành công của bản mệnh trong các tháng tiếp theo. Tháng 9, vì vậy không chỉ là tháng khởi đầu tốt đẹp, mà còn là tháng để bản mệnh thiết lập nền tảng cho các hoạt động tiếp theo. Sự tỉnh táo và khéo léo trong các mối quan hệ xã hội cũng là yếu tố quan trọng giúp người tuổi Kỷ Dậu duy trì được hòa khí và tạo dựng các liên kết có lợi cho sự nghiệp. Tháng 10 âm lịch. Tháng 10 là thời điểm tài lộc bắt đầu nở rộ.
các khoản đầu tư và công việc kinh doanh mà bản mệnh đã dày công xây dựng từ trước sẽ bắt đầu sinh lời, mang lại thu nhập đáng kể. Tuy nhiên, trong giai đoạn tài lộc dồi dào này, cần nhớ rằng không phải bất kỳ khoản đầu tư nào cũng đều mang lại kết quả tích cực. Chính vì vậy, bản mệnh cần cân nhắc kỹ trước khi đưa ra các quyết định tài chính lớn, nếu có ý định đầu tư hoặc mở rộng kinh doanh. Tháng này vẫn có thể là thời điểm tốt, nhưng cần sự tính toán cẩn thận và phân tích kỹ lưỡng trước khi thực hiện. Trong tháng 10, một trong những bài học lớn là biết cách giữ gìn những gì đã có và phát triển nó một cách bền vững. Dù cơ hội tài chính dồi dào, nhưng hãy nhớ rằng không nên đổ toàn bộ tiền bạc vào các dự án mạo hiểm. Bản mệnh cần lập kế hoạch dài hạn, đồng thời duy trì nguồn dự phòng cho tương lai. Đừng quên rằng sự khôn ngoan trong tài chính luôn đòi hỏi sự cân bằng giữa rủi ro và lợi ích. Tháng 11 âm lịch. Tháng 11 được dự đoán là thời điểm gia đạo an vui và mối quan hệ xã hội được củng cố. Đây là tháng mà bản mệnh nên tập trung nhiều hơn vào gia đình và những mối quan hệ thân thiết. Những căng thẳng trong công việc dường như đã lắng xuống, để lại không gian cho sự thấu hiểu và sẻ chia trong gia đình. Những chuyến du lịch gia đình hoặc các buổi sum họp sẽ là cơ hội tuyệt vời để thắt chặt tình cảm. Mối quan hệ với đối tác và đồng nghiệp trong công việc cũng được cải thiện, sự hợp tác trở nên thuận lợi hơn, giúp bản mệnh phát triển các dự án dang dở. Tháng này cũng là lúc để tái khẳng định vị thế của bản mệnh trong công việc, đồng thời xây dựng uy tín và niềm tin từ phía cộng sự. Tuy nhiên, đừng quên rằng tháng 11 là tháng mà sức khỏe cần được quan tâm đặc biệt. Dù các yếu tố công việc và tài chính có thuận lợi đến đâu, nếu không có một cơ thể khỏe mạnh và tinh thần thoải mái, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Đây là thời điểm bản mệnh cần thiết lập chế độ ăn uống khoa học, tập luyện thường xuyên và nghỉ ngơi hợp lý để duy trì thể lực tốt nhất. Tháng 12 âm lịch. Tháng 12 là thời điểm kết thúc năm, và đối với tuổi Kỷ Dậu, đây là tháng của những thành tựu, công việc và tài chính đều đạt được những kết quả đáng kể. Các dự án lớn đã được hoàn thành và đem lại lợi nhuận cao, giúp bản mệnh củng cố vị thế trong sự nghiệp, tài chính cũng ổn định. Không còn những biến động lớn như các tháng trước, tuy nhiên, cùng với đó là những dấu hiệu cần phải cẩn trọng trong gia đình và sức khỏe. Tháng 12, áp lực từ công việc có thể tăng cao khi bản mệnh cố gắng hoàn thành mọi kế hoạch trước khi kết thúc năm. Điều này có thể dẫn đến căng thẳng và xung đột trong gia đình. Nếu bản mệnh không biết cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân, để tránh những mâu thuẫn không đáng có, hãy dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và duy trì sự bình tĩnh trong mọi tình huống. Tháng 12 cũng là tháng mà sức khỏe cần được chú ý nhiều hơn. Bản mệnh nên tránh làm việc quá sức và cần sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Điều này không chỉ giúp duy trì sức khỏe tốt, mà còn tạo điều kiện để bản mệnh bước sang năm mới với tinh thần thoải mái, sẵn sàng đón nhận những thử thách và cơ hội mới. Nhìn chung, vận mệnh 4 tháng cuối năm 2024 của tuổi Kỷ Dậu là một chặng đường đầy cơ hội, nhưng cũng không thiếu thử thách về mặt sự nghiệp và tài lộc. Bản mệnh có thể đạt được những thành công to lớn nếu biết cách quản lý tài chính và kiên nhẫn trong các quyết định đầu tư. Gia đạo sẽ là nguồn động lực vững chắc giúp bản mệnh vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, nhưng cũng cần cẩn trọng để tránh các mâu thuẫn không đáng có. Cuối cùng, sức khỏe vẫn luôn là yếu tố quan trọng, và trong 4 tháng cuối năm này, tuổi Kỷ Dậu cần biết cân bằng giữa công việc, gia đình và chăm sóc bản thân. Chỉ khi duy trì được sự ổn định về tinh thần và thể chất, bản mệnh mới có thể tiến xa hơn trên con đường phát triển bản thân và đạt được những thành tựu vững chắc. Tử vi chi tiết các phương diện 4 tháng cuối năm 2024. Khi bước vào giai đoạn cuối năm, bản mệnh tuổi Kỷ Dậu sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức và cơ hội ở các phương diện khác nhau trong cuộc sống. Mỗi lĩnh vực như sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe hay gia đạo đều có những diễn biến đặc thù, đòi hỏi sự tỉnh táo, cẩn trọng và chiến lược khôn ngoan. Sau đây, chúng ta sẽ phân tích chi tiết từng phương diện để quý vị có cái nhìn rõ ràng hơn về tương lai gần. Về phương diện sự nghiệp, tháng 9 và tháng 10 là thời điểm bản mệnh Kỷ Dậu đón nhận nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp. Đây là thời gian quý vị có thể được đề bạt thăng tiến hoặc nhận những dự mới quan trọng. Tuy nhiên, đừng vì thấy cơ hội đến mà vội vàng đưa ra quyết định. Đặc biệt, khi đàm phán và ký kết hợp đồng trong công việc, quý vị cần kiểm tra kỹ các điều khoản, tránh những dự án có yếu tố không rõ ràng về pháp lý hoặc đối tác không uy tín. Ngoài ra, trong thời điểm này, sự nghiệp của quý vị sẽ được hỗ trợ bởi các mối quan hệ xã hội, đặc biệt là những người bạn, đồng nghiệp có cùng chí hướng, hãy tận dụng tốt những mối quan hệ này để thúc đẩy công việc. Tuy nhiên,
Đừng vì lợi ích trước mắt mà đánh mất tầm nhìn dài hạn. Điều này sẽ giúp quý vị không chỉ có một sự nghiệp ổn định mà còn bền vững lâu dài. Lời khuyên: tập trung vào các kế hoạch dài hạn, không nên bị cám dỗ bởi những lợi ích ngắn hạn hay những cơ hội đầu tư không rõ ràng. Kiên nhẫn và chiến lược là chìa khóa giúp quý vị thành công trong thời điểm này. Về phương diện tài lộc, tài lộc của người tuổi Kỷ Dậu có dấu hiệu tăng mạnh trong tháng 10 và tháng 12. Đây là hai tháng mà quý vị có thể gặt hái được thành công tài chính từ những khoản đầu tư trước đây hoặc các dự án kinh doanh. Những ai làm trong lĩnh vực kinh doanh, tài chính có thể kỳ vọng vào một sự đột phá đáng kể về thu nhập trong giai đoạn này. Tuy nhiên, đừng vì thành công mà tiêu xài hoang phí hay đầu tư vào các dự án rủi ro cao. Tháng 9 và 10 là thời gian thích hợp để lập kế hoạch tích lũy tài sản và quản lý tài chính một cách khôn ngoan hơn. Hãy đặt ra các mục tiêu tài chính cụ thể và không nên để những khoản chi tiêu không cần thiết làm ảnh hưởng đến dòng tiền của mình. Lời khuyên: quản lý tài chính chặt chẽ, tránh các khoản chi tiêu không cần thiết và luôn lập kế hoạch cho tương lai. Đầu tư nên tập trung vào các dự án an toàn và có kế hoạch dài hạn, thay vì các cơ hội kiếm tiền nhanh chóng nhưng đầy rủi ro. Về phương diện sức khỏe, sức khỏe là yếu tố mà quý vị cần đặc biệt chú ý trong những tháng cuối năm, đặc biệt là tháng 9 và 11. Áp lực công việc và các vấn đề tài chính có thể khiến quý vị cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Dù công việc có quan trọng đến đâu, quý vị cũng không nên bỏ bê việc chăm sóc sức khỏe. Duy trì một lối sống lành mạnh là yếu tố quan trọng để đảm bảo sức khỏe. Bản mệnh cần đảm bảo đủ giấc ngủ, ăn uống đầy đủ và tập thể dục thường xuyên để nâng cao sức đề kháng và giữ cho tinh thần luôn lạc quan, thoải mái. Lời khuyên: hãy duy trì lối sống lành mạnh và giữ cho tâm hồn thư thái bằng cách thư giãn và tập luyện đều đặn. Đừng để công việc và áp lực tài chính ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của bản thân. Về phương diện tình duyên và gia đạo, gia đình và các mối quan hệ tình cảm là điểm sáng của quý vị trong những tháng cuối năm 2024. Đặc biệt, tháng 11 là thời gian lý tưởng để thắt chặt tình cảm gia đình và củng cố các mối quan hệ xã hội. Quý vị sẽ cảm nhận được sự ấm áp và an yên khi dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Trong giai đoạn này, các mối quan hệ gia đình sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp quý vị cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Hãy tận dụng thời gian để hàn gắn, tạo thêm nhiều kỷ niệm với người thân. Điều này sẽ giúp bản mệnh cảm thấy hạnh phúc hơn. Lời khuyên: dành thời gian nhiều hơn cho gia đình và những người thân yêu. Sự thấu hiểu và chia sẻ sẽ giúp gia đình của quý vị duy trì không khí hòa thuận, êm ấm, đồng thời mang lại sự bình an cho cuộc sống cá nhân. Nhìn chung, quý vị cần có sự cân bằng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Hãy tập trung vào những gì mang lại giá trị lâu dài, không nên vội vàng hoặc quá mạo hiểm. Cách hóa giải vận hạn và kích hoạt tài lộc trong 4 tháng cuối năm 2024. Khi bước vào những tháng cuối năm 2024, việc tìm kiếm những phương pháp để hóa giải vận hạn và kích hoạt tài lộc là điều cần thiết cho người tuổi Kỷ Dậu. Sinh năm 1969, mỗi cá nhân trong độ tuổi này sẽ phải đối mặt với những thử thách khác nhau. Nhưng điều quan trọng là biết cách tận dụng các yếu tố phong thủy và nghi lễ tâm linh để hóa giải những điều không mong muốn và thu hút vận may. Sau đây là những gợi ý và hướng dẫn chi tiết để quý vị có thể chuẩn bị tốt nhất cho giai đoạn này. 1. Vật phẩm phong thủy để kích hoạt tài lộc. Vật phẩm phong thủy có tác dụng kích hoạt năng lượng tích cực, hóa giải năng lượng xấu và bảo vệ bản mệnh khỏi những rủi ro tiềm ẩn. Đối với người tuổi Kỷ Dậu, các vật phẩm phong thủy sau đây rất phù hợp để kích hoạt tài lộc và bảo vệ vận mệnh. Thạch anh vàng. Thạch anh vàng là một trong những loại đá quý có khả năng thu hút tài lộc mạnh mẽ. Đây là loại đá mang năng lượng dương, giúp tăng cường sự sáng suốt, tư duy logic và khơi dậy nguồn năng lượng tích cực. Thạch anh vàng còn được biết đến là loại đá hỗ trợ tốt trong việc cải thiện tài chính và ổn định công việc. Dòng tay mã não. Mã não là một loại đá quý có tác dụng bảo vệ bản mệnh khỏi năng lượng xấu và tăng cường sức khỏe. Dòng tay mã não giúp bản mệnh ổn định tinh thần, tránh xa những căng thẳng trong công việc và cuộc sống, đồng thời mang lại sự bình an trong tâm hồn. Khi kết hợp với các loại dòng đá phong thủy khác như thạch anh hay ngọc, mã não còn giúp kích hoạt tài lộc, giữ vững nguồn thu nhập ổn định và thu hút vận may. Tỳ hưu.
Đây là vật phẩm phong thủy không thể thiếu đối với những ai muốn tăng cường tài lộc và hóa giải vận hạn. Tỳ hưu là loài linh vật có khả năng thu hút tài lộc, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh và đầu tư. Quý vị có thể đặt tượng tỳ hưu tại bàn làm việc hoặc trong nhà để bảo vệ tài sản và giữ vững sự thịnh vượng. 2. Cách thắp hương, xông nhà và cúng bái để hóa giải vận hạn. Ngoài việc sử dụng vật phẩm phong thủy, các nghi thức tâm linh như thắp hương, xông nhà hay cúng bái cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hóa giải những điều xui rủi và mang lại bình an cho gia đình. Thắp hương, việc thắp hương là cách thức kết nối giữa con người với tổ tiên và các vị thần linh, cầu mong sự bảo trợ và bình an. Quý vị nên thắp hương vào các ngày rằm, mùng một hàng tháng và trong những dịp lễ quan trọng. Khi thắp hương hãy thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe, tài lộc và bình an của cả gia đình. Ngoài ra, cần dọn dẹp bàn thờ sạch sẽ và sắp xếp các lễ vật đơn giản nhưng trang nghiêm để thể hiện lòng thành kính. Xông nhà. Xông nhà là phương pháp hiệu quả để thanh lọc không khí, loại bỏ những năng lượng tiêu cực và mang lại năng lượng mới tích cực cho không gian sống. Quý vị có thể sử dụng các loại thảo dược như hương liệu, quế, bồ kết để xông nhà vào các ngày quan trọng trong tháng 9 và tháng 10. Khi có sự biến động về tài lộc hoặc công việc, xông nhà giúp làm sạch không gian, thúc đẩy sự lưu thông của dòng năng lượng tốt, giúp gia đình gặp nhiều may mắn hơn. Lễ cúng gia tiên. Lễ cúng gia tiên vào những dịp quan trọng là cách để bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng đối với tổ tiên. Cúng gia tiên cũng là cách để cầu xin sự bảo vệ, che chở của tổ tiên cho gia đình trong thời gian khó khăn. Khi thực hiện lễ cúng, quý vị cần chuẩn bị mâm cúng chu đáo, trang nghiêm với các lễ vật như hoa quả, bánh trái, hương, nến và nước. 3. Làm việc thiện, tích lũy phước đức để thu hút vận may. Bên cạnh các nghi thức và vật phẩm phong thủy, việc làm việc thiện và tích lũy phước đức là một trong những cách mạnh mẽ nhất để hóa giải vận hạn và thu hút tài lộc. Những hành động thiện nguyện không chỉ giúp bản mệnh cải thiện vận mệnh của mình mà còn mang lại sự bình an trong tâm hồn. Tham gia các hoạt động thiện nguyện, hãy dành thời gian để tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, làm những việc tốt đẹp cho cộng đồng. Điều này không chỉ mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác mà còn giúp quý vị tích đức, từ đó tạo điều kiện thuận lợi hơn trong công việc và cuộc sống. Giúp đỡ người xung quanh, hãy sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ những người xung quanh, dù chỉ là những việc nhỏ bé như giúp đỡ hàng xóm, bạn bè hay người thân trong gia đình. Những hành động này sẽ giúp quý vị tích lũy thêm nhiều phước lành, đồng thời tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Việc hóa giải vận hạn và kích hoạt tài lộc là một quá trình không thể bỏ qua. Khi bước vào 4 tháng cuối năm đầy biến động, sử dụng đúng vật phẩm phong thủy, thực hiện nghi thức thắp hương, xông nhà và làm lễ cúng gia tiên sẽ giúp quý vị cân bằng năng lượng, thu hút tài lộc và bảo vệ vận mệnh của mình. Bên cạnh đó, việc tích lũy phước đức thông qua các hoạt động thiện nguyện sẽ tạo điều kiện thuận lợi để quý vị gặp nhiều may mắn và bình an trong thời gian sắp tới. Những điều cần tránh trong 4 tháng cuối năm 2024. Cô bác tuổi Kỷ Dậu cần tuyệt đối chú ý. Khi bước vào những tháng cuối năm 2024, người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 cần lưu ý một số yếu tố quan trọng để tránh những rủi ro và khó khăn có thể phát sinh. Đặc biệt, việc tránh những sai lầm trong đầu tư, giải quyết xung đột gia đình và duy trì lối sống khoa học sẽ giúp quý vị bảo vệ sức khỏe, tài chính và giữ vững sự hòa thuận trong gia đạo. Dưới đây là phân tích chi tiết về những điều cần tránh để có một cuối năm suôn sẻ và nhiều may mắn. 1. Sai lầm trong đầu tư. Trong các tháng 9 và 10, người tuổi Kỷ Dậu có thể gặp nhiều cơ hội mới về tài chính, nhưng đây cũng là thời điểm mà rủi ro tiềm ẩn xuất hiện. Đặc biệt, việc đầu tư vào các dự án không rõ ràng hoặc có tính mạo hiểm cao sẽ là một trong những sai lầm lớn nhất cần tránh. Tài lộc có thể phát triển mạnh trong tháng 10, nhưng cần tỉnh táo để không bị cuốn vào những quyết định tài chính vội vã. Tháng 9 và 10, đây là hai tháng mà người tuổi Kỷ Dậu cần tránh các dự án đầu tư rủi ro cao, những dự án hứa hẹn lợi nhuận lớn, nhưng không có cơ sở vững chắc hoặc thông tin không rõ ràng rất dễ dẫn đến tổn thất tài chính. Lời khuyên, khi đối diện với các cơ hội đầu tư, quý vị nên tìm hiểu kỹ lưỡng về đối tác, dự án, cũng như các yếu tố pháp lý liên quan, đặc biệt, cần có sự tư vấn từ các chuyên gia tài chính. Để tránh mắc phải những sai lầm không đáng có, tập trung vào các dự án đã có kế hoạch từ trước và không nên mạo hiểm với những khoản đầu tư mới nếu không thực sự nắm bắt rõ ràng. Ngoài ra,
hãy luôn dành một phần thu nhập để tích lũy, tránh dồn toàn bộ tài sản vào các khoản đầu tư. Việc duy trì một khoản tiền mặt dự trữ sẽ giúp quý vị vượt qua những khó khăn tài chính bất ngờ. 2. Xung đột gia đình. Trong tháng 12, áp lực từ công việc, tài chính và cuộc sống có thể dẫn đến căng thẳng gia đình. Đây là giai đoạn mà các mối quan hệ gia đình cần được chú trọng hơn bao giờ hết. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến xung đột gia đình trong giai đoạn này là do căng thẳng từ bên ngoài, đặc biệt là áp lực từ công việc hoặc tài chính. Tháng 12, cuối năm là thời điểm mà các căng thẳng thường dễ phát sinh, đặc biệt là khi công việc bận rộn và các kế hoạch tài chính cần được hoàn tất. Trong thời gian này, việc giữ bình tĩnh và tránh để những áp lực từ công việc ảnh hưởng đến gia đình là điều rất quan trọng. Một lời nói thiếu suy nghĩ hay hành động nóng giận có thể dẫn đến những xung đột không đáng có trong gia đình. Lời khuyên, quý vị nên học cách lắng nghe và thấu hiểu người thân, cố gắng dành thời gian để chia sẻ và giải tỏa căng thẳng. Đừng để những áp lực ngoài xã hội ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Hãy coi gia đình là nơi để nghỉ ngơi và hồi phục năng lượng, từ đó tạo không khí hòa thuận và yêu thương trong nhà. Việc duy trì sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau sẽ giúp mối quan hệ gia đình trở nên bền vững hơn. Đồng thời, nên tìm kiếm sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình để không bị cuốn vào dòng xoáy của căng thẳng. 3. Lối sống thiếu khoa học. Lối sống thiếu khoa học cũng là một trong những yếu tố cần tránh trong 4 tháng cuối năm, đặc biệt là khi công việc và tài chính đang đòi hỏi nhiều thời gian và công sức. Quý vị cần chú ý đến việc duy trì sức khỏe và tinh thần ổn định. Việc bỏ bê bản thân, làm việc quá sức hoặc thức khuya kéo dài sẽ dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Tháng 9 và tháng 11, đây là hai thời điểm mà quý vị cần chú ý đặc biệt đến sức khỏe. Áp lực công việc có thể khiến bản mệnh cảm thấy mệt mỏi, dễ căng thẳng và có xu hướng làm việc quá sức. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến thể chất mà còn gây ra những vấn đề về tinh thần như lo âu và mất ngủ. Lời khuyên, quý vị nên xây dựng thói quen sinh hoạt lành mạnh, bao gồm việc ăn uống điều độ, nghỉ ngơi đầy đủ và duy trì chế độ tập thể dục thường xuyên. Việc này không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn mà còn giúp tinh thần sảng khoái. Từ đó quý vị có thể đối diện với những thử thách trong công việc và cuộc sống một cách bình tĩnh và sáng suốt. Bên cạnh đó, hãy dành thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn, không nên để bản thân bị cuốn vào những căng thẳng kéo dài. Các hoạt động thư giãn như thiền, yoga hoặc đơn giản là dành thời gian cho sở thích cá nhân cũng giúp quý vị cân bằng cuộc sống và tránh căng thẳng. Tóm lại, việc tránh những sai lầm trong đầu tư, giải quyết xung đột gia đình và duy trì lối sống khoa học sẽ giúp người tuổi Kỷ Dậu bảo vệ tài lộc, sức khỏe và sự bình yên trong gia đình. Hãy luôn giữ bình tĩnh, thận trọng trong các quyết định và duy trì một tinh thần lạc quan để vượt qua mọi thử thách trong giai đoạn cuối năm này. Thưa quý vị, ở tuổi 55, người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 đã trải qua rất nhiều biến cố và những thăng trầm trong cuộc sống. Nhìn lại chặng đường đã qua, những trải nghiệm đã giúp bản mệnh hiểu rõ giá trị của sự kiên nhẫn, lòng quyết tâm và tầm quan trọng của việc duy trì một tinh thần lạc quan. Chính vì vậy, giai đoạn cuối năm 2024 là thời điểm thích hợp để tuổi Kỷ Dậu rút ra những bài học quan trọng, đồng thời củng cố lại sức mạnh tinh thần để đối diện với các thử thách trong tương lai. 1. Kiên nhẫn và nỗ lực là chìa khóa thành công. Cuộc đời không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, thăng trầm, thành công và thất bại đều là những phần tất yếu của cuộc sống. Tuy nhiên, điều quyết định thành công cuối cùng chính là khả năng kiên nhẫn, không bỏ cuộc của mỗi người. Với tuổi Kỷ Dậu, những năm tháng đã qua là minh chứng cho việc sự nỗ lực và kiên trì sẽ giúp quý vị vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Lời khuyên, trong giai đoạn cuối năm 2024, khi mọi thử thách và cơ hội đang đến, bản mệnh cần duy trì thái độ bình tĩnh, kiên nhẫn và tiếp tục nỗ lực. Hãy nhìn vào những thành quả đã đạt được và không ngừng phấn đấu, dù là trong sự nghiệp, tài chính hay gia đình, sự kiên trì sẽ mang lại kết quả xứng đáng. 2. Cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình. Tuổi Kỷ Dậu thường là những người có tinh thần trách nhiệm cao và sẵn sàng cống hiến hết mình cho công việc. Tuy nhiên, điều này đôi khi dẫn đến việc quý vị bỏ quên gia đình, sức khỏe và cuộc sống cá nhân. Đặc biệt ở độ tuổi này, việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình trở nên cực kỳ quan trọng. Lời khuyên, hãy luôn dành thời gian cho gia đình và bản thân. Một gia đình hòa thuận, ấm cúng không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là nguồn động lực to lớn để quý vị có thể tiến xa hơn trong sự nghiệp, cuộc
cuộc sống không chỉ là những mục tiêu tài chính hay thành công trong công việc, mà còn là sự gắn kết tình cảm, niềm vui nhỏ bé trong gia đình. Đôi khi việc dành thời gian cùng người thân, chăm sóc bản thân lại là cách để phục hồi năng lượng và giảm bớt áp lực công việc. 3. Tập trung vào những điều tích cực. Trong cuộc sống hiện đại, không thiếu những thử thách cám dỗ và khó khăn. Tuy nhiên, thay vì tập trung vào những khó khăn ấy, bản mệnh nên hướng sự chú ý đến những điều tích cực xung quanh. Đó có thể là những niềm vui giản dị trong cuộc sống hàng ngày, sự quan tâm từ gia đình, hay những thành tựu nhỏ đã đạt được. Lời khuyên, hãy rèn luyện thói quen tìm kiếm niềm vui từ những điều nhỏ bé và tích cực trong cuộc sống. Mỗi sáng thức dậy, hãy cảm ơn cuộc đời vì một ngày mới, vì sức khỏe, vì gia đình và những cơ hội đang chờ đón. Tinh thần lạc quan và thái độ sống tích cực không chỉ giúp quý vị vượt qua những thử thách, mà còn lan tỏa năng lượng tốt đẹp đến mọi người xung quanh. 4. Trân trọng thời gian và sức khỏe. Ở độ tuổi 55, sức khỏe trở thành mối quan tâm hàng đầu. Những năm tháng cống hiến và làm việc chăm chỉ có thể đã mang lại cho bản mệnh nhiều thành tựu về tài chính và sự nghiệp. Nhưng sức khỏe vẫn là thứ tài sản quý giá nhất. Thời gian không chờ đợi ai, và sức khỏe là điều không thể mua được bằng tiền bạc. Lời khuyên, hãy dành thời gian chăm sóc bản thân, đặc biệt là sức khỏe thể chất và tinh thần. Đừng quá lao đầu vào công việc mà bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Việc duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, luyện tập thể dục và nghỉ ngơi đầy đủ sẽ giúp quý vị cảm thấy hạnh phúc và khỏe mạnh hơn, từ đó có thể cống hiến tốt hơn cho công việc và gia đình. 5. Giữ vững tinh thần mạnh mẽ. Điểm mạnh của người tuổi Kỷ Dậu là tinh thần kiên cường, không lùi bước trước khó khăn. Bản mệnh thường là người có khả năng chịu đựng cao, vượt qua nghịch cảnh và không dễ dàng bị đánh bại bởi những thách thức của cuộc sống. Đây là yếu tố cần được duy trì trong những tháng cuối năm 2024. Lời khuyên, dù gặp phải bất cứ khó khăn nào, hãy luôn giữ vững tinh thần mạnh mẽ. Đôi khi, những thách thức chỉ là phép thử để đo lường sức mạnh nội tại của chúng ta. Đừng bao giờ để những khó khăn nhất thời làm bạn gục ngã, bởi vì thành công thực sự chỉ đến với những ai biết đứng lên sau mỗi lần vấp ngã. 6. Sống đơn giản, tận hưởng từng khoảnh khắc. Cuộc sống không phải là những cuộc chạy đua không ngừng nghỉ. Thực tế, đôi khi sự hạnh phúc lại đến từ những khoảnh khắc đơn giản và bình dị nhất. Việc quý vị biết trân trọng những gì mình đang có, tận hưởng từng phút giây với gia đình, bạn bè và bản thân sẽ giúp cuộc sống trở nên nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn. Lời khuyên, hãy đơn giản quá cuộc sống, loại bỏ những điều không cần thiết và tập trung vào những giá trị cốt lõi. Quý vị sẽ thấy rằng hạnh phúc thực sự không phải là những thứ xa hoa, mà là những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa trong cuộc sống hàng ngày. Tuổi Kỷ Dậu với những kinh nghiệm sống phong phú đã trải qua không ít thăng trầm. Tuy nhiên, nhờ vào tinh thần kiên nhẫn, nỗ lực và lạc quan, bản mệnh sẽ vượt qua được mọi khó khăn, đồng thời tìm thấy sự hài lòng và bình an trong cuộc sống. Trong 4 tháng cuối năm 2024, quý vị nên tập trung vào việc cân bằng giữa công việc và gia đình, duy trì sức khỏe và tinh thần mạnh mẽ để đón nhận những cơ hội lớn đang chờ đón. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua những dự đoán chi tiết cho tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, trong 4 tháng cuối năm 2024. Như đã thấy, đây là khoảng thời gian hứa hẹn nhiều cơ hội thăng tiến về sự nghiệp và tài lộc, nhưng cũng đi kèm những thách thức về sức khỏe và các mối quan hệ gia đình. Đặc biệt, tháng 10 và tháng 12 là những thời điểm tài lộc phát triển mạnh mẽ, song quý vị cần cẩn trọng trong quản lý chi tiêu và giữ gìn sức khỏe để tránh những biến cố không đáng có. Hãy tận dụng những cơ hội tuyệt vời trong thời gian này để phát triển sự nghiệp và củng cố tình hình tài chính của mình. Tuy nhiên, bên cạnh việc gặt hái thành công trong công việc, đừng quên dành thời gian chăm sóc gia đình, duy trì không khí ấm áp và hòa thuận trong nhà, vì đây chính là nền tảng vững chắc giúp quý vị cảm thấy hạnh phúc và an tâm hơn trong cuộc sống. Trước khi kết thúc, tôi muốn nhắc lại rằng, sức khỏe vẫn luôn là tài sản quý giá nhất. Hãy chú ý lắng nghe cơ thể mình, duy trì lối sống lành mạnh và dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn hợp lý. Nếu quý vị thấy nội dung hữu ích, đừng ngần ngại chia sẻ video này đến bạn bè và người thân. Đồng thời, hãy để lại bình luận dưới video nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về vận mệnh của mình. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung tử vi phong thủy bổ ích trong tương lai. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Chúc quý vị một cuối năm bình an, thành công và hạnh phúc.